Đây là Abun, con trai của Dakota, con trai của Kata, cháu Dakota. Bun 13 tháng, cũng đang sống ở Kon Tum. Hôm nay là sau Rottweiler ở Buôn Mê Thuột. Hiện đang quay ở quảng trường thành phố Buôn Mê Thuột. Anh bạn đang dắt này là chủ nuôi của Bun. Cháu của Dakota. Đẹp trai không mọi người? Ok.